Hi, xin mến chào mọi người, lại là mình đây, Hoàng Lâm đến từ Lâm Phát Studio. Hôm nay thì mình đang chuẩn bị test cái chiếc laptop Fuji gửi đi cho khách. Sẵn mình làm một cái video này để chia sẻ đến mọi người cái quá trình test một chiếc laptop nó cần phải qua những bước gì, cũng như là chúng ta cần có phần mềm gì bổ trợ trong cái quá trình test những chiếc laptop này. Và hầu như những anh chị đang tìm kiếm để mua những chiếc laptop á, thì thường chúng ta rất là băn khoăn cũng như là lo ngại không biết test một cái chiếc laptop thì chúng ta cần test như thế nào. Thì trong video này mong rằng những kiến thức sẽ giúp cho tất cả mọi người chúng ta có thể tự lựa chọn cho mình một chiếc laptop ưng ý. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lượt qua những bước để chúng ta test một chiếc laptop xem nó cần có những gì nhé. Đầu tiên, để lựa chọn một chiếc laptop thì chúng ta cần phải quan tâm đến ngoại hình của sản phẩm. Chúng ta cần phải lựa chọn những chiếc laptop có ngoại hình tương đối đẹp cũng như là không có bị chầy xước hoặc là móp mó cong vênh khá nhiều. Chúng ta cần phải kiểm tra qua những góc cạnh của chiếc laptop để xem nó có bị cắn móp hay là chầy xước quá nhiều không. Nếu trường hợp nó chầy xước hoặc cắn móp nhiều thì chúng ta cần phải lựa chọn một cái sản phẩm khác. Và cái bước thứ hai mọi người cần phải kiểm tra đó chính là chúng ta cần phải kiểm tra qua tất cả các cổng kết nối ở trên chiếc laptop để xem nó có hoạt động bình thường hay không. Nếu trường hợp nó lỗi hoặc là hư thì chúng ta cần phải thay thế chiếc laptop khác. Và bước thứ ba mọi người cần phải kiểm tra đó chính là về phần phím chuột ở trên chiếc laptop. Và đây là một yếu tố cũng cực kỳ quan trọng, tại vì chúng ta sẽ tiếp xúc cũng như là sử dụng nhiều nhất ở cái bàn phím và cái con chuột này. Nên chúng ta cần phải test kỹ ha mọi người. Mọi người sẽ sử dụng một cái phần mềm đó chính là Keyboard Test. Thì ở đây chúng ta sẽ mở phần mềm này lên để test cái bàn phím cũng như là chuột. Mọi người sẽ nhấp đúp vào ha. Và khi chúng ta nhấp đúp vào thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Và cái việc test cái này nó rất là đơn giản. Chúng ta sẽ lần lượt bấm qua những cái nút ở trên đây. Chúng ta sẽ lần lượt bấm qua tất cả các nút ha mọi người. Rồi sau đó mọi người sẽ nhìn thấy những cái nút nào mà nó chưa nhận á, thì chúng ta sẽ thử bấm lại một lần nữa. Thì trong trường hợp này thì cái nút W và nút S nè, thì hai nút này nó chưa nhận, thì chúng ta sẽ dùng tay bấm lại thử để coi nó nhận hay không. Đây, nó nhận ha mọi người. Ở trường hợp mà nếu mà chúng ta thấy nó không nhận ở trên đây mà chúng ta bấm lại mà nó vẫn không nhận nữa thì khả năng cái nút đó là nó đã bị lỗi rồi, thì chúng ta cần phải thay thế. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ test đến chuột ha. Chuột thì mọi người sẽ dùng cái ghê chuột nè, mọi người nhấp vô. Thì khi chúng ta nhấp vào á, thì ở trên đây nó hiển thị cái chuột trái lên nè. Hoặc là chúng ta sẽ bấm chuột phải nè, để coi nó có lên không. Đó, thì trường hợp là nó lên đều hai nút hai bên thì cái con chuột của chúng ta đã hoạt động bình thường ha. Và các nút ở trên đây nó cũng đã được nhận hết, thì coi như cái bước test về bàn phím là ok. Và tiếp theo là một bộ phận rất là quan trọng, không thua kém bàn phím, đó chính là màn hình của chiếc laptop. Đây là nơi hiển thị tất cả các thông tin và cũng như là nơi giao tiếp giữa mình và laptop, nên chúng ta cần phải kiểm tra kỹ càng. Thì để test cái màn hình này, mọi người sẽ sử dụng một cái phần mềm đó chính là test màn hình. Thì phần mềm này mình sẽ để ở bên dưới, mọi người cũng có thể tải về ha. Chúng ta sẽ bấm vào, và khi chúng ta bấm vào ứng dụng á, thì nó sẽ hiện ra một list các màu để chúng ta có thể lựa chọn. Thì ở trường hợp này số 1 sẽ tương ứng với màu trắng nè, số 2 tương ứng màu đen nè, thì mọi người sẽ bấm lần lượt số 1. Thì ở số 1 này là màu trắng, thì mọi người sẽ nhìn xung quanh cái màu trắng này xem có những chỗ nào nó bị đen, bị ố vàng hay là nó chuyển qua màu khác hay không. Và trong trường hợp này nó có một cái điểm màu trắng ở đây ha, thì đây là cái điểm hạt gạo. Thì do quá trình chúng ta sử dụng á, chúng ta thao tác mạnh tay vào chỗ này á, thì nó sẽ gây ra hiện tượng này. Và nếu nó nhiều á, thì chúng ta cũng có thể cân nhắc. Còn nếu nó một vài điểm á, thì chúng ta có thể cho qua ha. Rồi tiếp theo mọi người sẽ bấm qua màu xanh nè, màu đen nè. Thì ở màu đen này mọi người sẽ kiểm tra coi màu đen nó có đồng đều hay không, nó có những chỗ nào bị sáng lên bất thường thì chúng ta cần phải kiểm tra lại. Thì trong trường hợp mà những cái góc này nó bị sáng lên á, thì người ta hay gọi là bị hở màn, hở sáng, thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn một cái sản phẩm khác. Trong trường hợp này màu đen nó đồng đều với nhau thì coi như ok ha. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm qua màu xanh nè. Đó, chúng ta sẽ bấm qua màu khác. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ bấm qua màu đỏ nè. Rồi màu xanh nè. Đó, và màu xanh dương nè. Để xem lần lượt các màu này xem nó có đồng nhất về màu sắc hay không, nó có bị chuyển màu hay là bị ố chỗ nào đó,
thì chúng ta sẽ xem xét lại. Khi mà test xong thì mọi người sẽ bấm nút Escape ở trên bàn phím để thoát ra ha. Tiếp theo chúng ta sẽ test đến pin của chiếc laptop. Đối với lại pin của laptop thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm, đó chính là Battery Spa. Thì phần mềm này khi chúng ta cài đặt xong, ở dưới góc màn hình nó sẽ có một cái hình viên pin giống như thế này. Khi chúng ta cắm điện vào thì nó sẽ hiển thị là AC, thì có nghĩa là nó sẽ cho chúng ta biết là chúng ta đang xài điện trực tiếp từ cái cục sạc. Còn khi chúng ta rút sạc ra thì nó sẽ hiển thị là viên pin ha mọi người, ở đây. Và chúng ta nhấp vào thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta biết được là cái thời gian sử dụng còn lại của viên pin là bao lâu. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng được là 2 tiếng lẻ 7 phút. Thì cái viên pin này cũng khá là ok ha mọi người. Đối với lại những dòng laptop cũ thì pin của nó sử dụng thường trung bình là từ 1 đến 2 tiếng và cao lắm là khoảng 2 tiếng rưỡi. Tại vì những cái dòng laptop đã qua sử dụng thì pin nó sẽ bị chai một phần ha mọi người. Và một bộ phận rất là quan trọng đó chính là ổ cứng của cái chiếc laptop. Chúng ta cần phải kiểm tra kỹ, tại vì ở đây là nơi sẽ chứa tất cả các dữ liệu cũng như là thông tin quan trọng của chúng ta. Nếu trường hợp mà lỡ không may nó hư bất chợt thì chúng ta sẽ bị mất tất cả các thông tin cũng như là dữ liệu. Thì để test cái chiếc ổ cứng này, chúng ta cần có một cái phần mềm, đó chính là Write Tool Disk Info. Thì đây là cái phần mềm theo mình thấy là rất ok và rất là dễ sử dụng. Khi tải về xong, mọi người cài đặt và chúng ta mở lên, chúng ta nhấp vào mở lên thì nó sẽ hiển thị đầy đủ tất cả thông tin ở đây. Nó cho chúng ta biết được cái ổ cứng của chúng ta đang xài hiệu gì và bao nhiêu GB. Đồng thời đó thì nó sẽ cho chúng ta biết được cái sức khỏe ổ cứng này hiện tại còn lại bao nhiêu phần trăm. Thì trong trường hợp này nó đang hiển thị màu xanh nước biển, good 100%, thì có nghĩa là ổ cứng của chúng ta nó đang hoạt động bình thường và rất là tốt ha. Trường hợp nó hiển thị 70 hoặc 80%, hoặc là nó có cái màu đỏ hoặc là màu vàng á, thì lúc đó ổ cứng của chúng ta nó đang gặp một vài vấn đề, thì chúng ta cũng không nên lựa chọn những cái ổ cứng đó. Và tiếp theo thì chúng ta cần kiểm tra đến một số thông tin phần cứng ở bên trong của cái chiếc laptop này, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm CPU-Z. Thì đây là phần mềm mà theo mình nó sẽ hiển thị rất là chi tiết những thông tin cấu hình của cái chiếc máy tính của chúng ta. Rồi khi mở lên thì nó sẽ hiển thị ở cái tab CPU, thì nó sẽ cho chúng ta biết là cái chiếc laptop này đang sử dụng CPU hiệu gì, CPU hiệu gì cũng như là dòng máy và cái tốc độ xử lý nó như thế nào. Thì trong trường hợp này chúng ta đang sử dụng đó chính là Core i5 thế hệ thứ 4. Xung nhịp của nó bình thường là lên 2.8 và turbo của nó lên là 3.5. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm qua cái phần main. Thì ở phần main này nó sẽ cho chúng ta biết là chiếc main này đã được sản xuất vào ngày nào, cũng như là main này hiệu gì và version của nó là bao nhiêu. Và vừa rồi là những kiến thức cũng như là những bước để chúng ta có thể test và lựa chọn một chiếc laptop ưng ý. Mong rằng những kiến thức đó sẽ giúp ích cho mọi người trong cái quá trình lựa chọn. Nếu mọi người thấy video hay thì mọi người hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video này để cho những người thân hoặc là bạn bè chúng ta có thêm những kiến thức để giúp ích cho họ. Xin chào và hẹn lại mọi người.